mèo con lông trắng tinh, mắt tròn xe và trông rất xinh. Mèo mèo à con mèo nó rất ngoan, bắt chuột đôi chân nhanh thoăn thoắt. À con mèo nó rất ngoan, suốt ngày em đùa chơi với mèo mèo. Bốn bàn chân nhìn bé tí tí, nó vểnh tai như đang lắng nghe. Mèo mèo à con mèo nó rất khôn, nó vểnh râu ngồi nghe em hát. À con mèo nó rất ngoan, suốt ngày chơi xung quanh cái vòng tròn. Mèo con lông trắng tinh, mắt tròn xoe và trông rất xinh. Mèo mèo à con mèo nó rất ngoan, bắt chuột đôi chân nhanh thoăn thoắt. À con mèo nó rất ngoan, suốt ngày em đùa chơi với mèo mèo. Bốn bàn chân nhìn bé tí tí, nó vểnh tai như đang lắng nghe. Mèo mèo à con mèo nó rất khôn, nó vểnh râu ngồi nghe em hát. À con mèo nó rất ngoan, suốt ngày chơi xung quanh cái vòng tròn. Trời nhiều mây thế, mẹ ơi tại sao trời mưa hay nắng? Mẹ ơi tại sao trong giấc chiêm bao ông tiên hiện về, ông nói ông cười gầy ông cầm tay ông hoa ngôi sao trắng xanh vàng đỏ mọc trên mái nhà. Tại sao ba nói thương con, nhớ thương là gì?
sáng sớm, bà bện chổi to, bà làm chổi nhỏ. Chổi to bà quét sân to, ấy con chổi nhỏ để dành tặng bé chăm lo quét nhà. Một sợi rơm vàng là hai sợi vàng sớm, bà bện chổi to, bà làm chổi nhỏ. Chổi to bà quét sân to, ấy con chổi nhỏ để dành tặng bé chăm lo quét nhà. Chiếc quan nan, con voi có một thân hình kiên cường và chú rất to.